hai các bạn vào phần tâm sự của Tân ngày hôm nay nha. Tân lại chọn một cái góc nữa ở trong cái phòng kho của mình để mà tâm sự các bạn, để gửi đến các bạn những cái lời chia sẻ về làm ăn trên YouTube. Thì không lạ gì các bạn nữa ha, thì YouTube á, nó gửi kinh phí về các bạn hàng tháng. Nếu như các bạn có một lượng đăng ký cũng như một lượng fan nhất định yêu thương và nghe những cái lời chia sẻ của các bạn, đó là lý do mà Tân muốn mở rộng cái quan hệ của mình với cộng đồng những ai đang mà kinh doanh cũng như chia sẻ mọi chuyện bằng YouTube. Thì Tân phát hiện ra rất là nhiều điều, là có nhiều bạn chưa có hiểu về cái thể loại này. Rồi nhiều bạn nói với Tân á, là rất muốn được giúp đỡ nhưng mà các bạn chưa có tự tin để mà đứng trước khung hình, trước ống kính để mà các bạn nói chuyện. Thì làm sao đây? Rồi ý tưởng, thật sự ra YouTube nó là một cái vấn đề là nó giúp cho các bạn trở thành một người có nem, một người được nhiều người biết đến và có một cái nguồn kinh phí nhất định hàng tháng. Cho nên rất là nhiều người muốn làm nhưng họ vẫn còn ngại ngùng, họ không biết họ xuất hiện có được người ta đón nhận hay không, hay là họ xuất hiện thì họ nói có hay hay không, đề tài của họ có làm cho người khác thích hay không, họ có chịu được những áp lực của dư luận khi mà những anti fan chửi mình hay không. Điều này nó bình thường thôi các bạn. Các bạn nên làm và từ bây giờ các bạn phải làm, thì làm mới biết. Chứ còn các bạn cứ suy nghĩ là mình có hay hay không thì thực sự tôi nói thẳng luôn, nếu như các bạn không phải là người của bất cứ một cái network nào, không phải là người của một cái tổ chức nào, công ty nào đã làm YouTube, mà các bạn làm tự do giống như Tân, thì ít nhất trong vòng 1 năm các bạn sẽ phải chấp nhận là không ai coi. Không ai coi hoặc là số người coi nó ít dần, nó không có nhiều, nó là khoảng 1-2 người trong thời gian mấy tháng đầu, thậm chí không một ai đăng ký. Đơn giản nó nằm ở 3 điều. Một là cái chương trình của bạn nó không hay. Hai là có thể cái đề tài của bạn á, nó có một số vấn đề gì đó mà người ta, bạn bị trùng lập với người ta, hoặc là do chính bạn dẫn chương trình nó không ok. Ba là vì bạn là người mới cho nên YouTube nó chưa có PR cho bạn mạnh mẽ, nó chưa có marketing, nó chưa có giới thiệu cho nhiều người biết đến kênh của bạn. Thì làm sao để mà chúng ta có được một kênh YouTube đúng nghĩa? Thì chúng ta phải biết chịu đựng. Cũng như các bạn xây dựng một công ty thì thời gian đầu các bạn không thể nào yêu cầu cái công ty nó có một lượng khách khủng được, một lượng khách khổng lồ được. Nó phải là một cái lượng khách nhỏ, nhưng mà từ những cái lượng khách nhỏ đó nó sẽ sản sinh ra những người đam mê, một lượng khách lớn. Các bạn có biết không, đừng có suy nghĩ đến cái việc chúng ta có đẹp hay không, chúng ta có ok không, chúng ta sẽ bao nhiêu lâu chúng ta có tiền. Đầu tiên các bạn phải xây dựng một cái câu chuyện có ý nghĩa hay không, câu chuyện nó có đem lại lợi ích cho những người nghe hay không, câu chuyện nó có giải trí hay không. Đó là những câu hỏi bạn phải đặt lại khi mà người ta đang coi bạn. Chứ bạn đừng có yêu cầu nhiều người và phải hiểu bạn. Đôi khi có bạn đâu hiểu được người ta đâu mà bạn yêu cầu người ta hiểu bạn. Cho nên bạn hãy làm thử đi. Thì khi bạn làm thử á, mình hãy thông minh lên chút xíu không? Mình làm thử, mình cho nhiều người coi, mình hỏi là họ thấy như thế nào, họ muốn mình làm ra sao. Thì từ những cái người đó, các bạn sẽ có được một cái ý tưởng tốt và các bạn làm ra kênh YouTube của riêng mình. Tân có thể hỗ trợ gì cho các bạn? Vì Tân có thể hỗ trợ cho các bạn những cái intro đẹp, hỗ trợ các bạn những cái góc quay đẹp. Nếu các bạn cùng với Tân đi du lịch khắp nơi trên thế giới này, những cái đất nước mà Tân đi qua, chúng ta sẽ cùng nhau đi, thì Tân sẽ chỉ cho các bạn cách book khách sạn rẻ, hoặc là mình quay như thế nào tại một cái quốc gia đó, hoặc lựa chọn một cái body, máy, camera, mic vừa túi tiền của các bạn, những cái dụng cụ đèn đóm đi theo giá cả bao nhiêu, để cho các bạn có thể tự làm kênh YouTube của riêng mình. Tất nhiên để có những điều đó thì Tân sẽ là người tạo cái điều kiện cho các bạn quay thử và làm thử. Thì trong tương lai nếu các bạn hợp tác với kênh, nếu các bạn có điều kiện thì các bạn mới có thể đi được. Chứ Tân không thể nào mà Tân bỏ tiền vé cho các bạn đi rồi Tân sẽ mua chứ. Chúng ta hợp tác với nhau thì trên tinh thần là win-win, là đôi bên cùng có lợi. Thấy không? Các bạn phải tự mua thiết bị cho riêng mình. Nhiều khi các bạn giàu, các bạn có nhiều tiền, các bạn mua những cái dòng máy xịn chút xíu, ống kính nó xịn chút xíu, thấy không? Khẩu 1.2, 1.3, 1.4 để các bạn có thể tăng shutter, các bạn thêm đèn, các bạn làm đủ thứ. Còn nếu các bạn không có nhiều tiền, các bạn phải mua đèn, thấy không? Mua mic xịn để khi các bạn nói chuyện nhiều người nghe các bạn.
rồi các bạn có tiền nhiều hơn nữa, các bạn đi Maldives, Maldives giống như khoa bất gì đó, các bạn đi Hàn Quốc, đi Mỹ, đi Úc, các bạn quay lại cuộc sống ở đó một cách sinh động nhất có thể. Còn khi các bạn không có tiền, các bạn có thể dùng điện thoại, đúng không? Dùng điện thoại, các bạn quay lại thời gian đầu, các bạn quay cuộc sống các bạn quanh con hẻm của các bạn. Các bạn phải yêu thích cái đó, các bạn mới làm được. Cũng như Tân yêu thích kinh dị. Cũng có nhiều người hỏi Tân á, là làm sao có nhiều những câu chuyện vậy. Đơn giản là thích thôi. Có những người ta 20 tuổi, có những người 6 tuổi chơi cờ vua nhất thế giới luôn, người Việt Nam cũng có. Bạn hỏi thằng nhóc 6 tuổi nó, ủa tại sao con có thể chơi cờ vua, thắng những người lớn tuổi của con rất là nhiều trên toàn thế giới? Vì đơn giản người đó thích, cái đứa bé đó nó thích cái bộ môn đó. Thì kinh dị cũng là một bộ môn, nó là một cái, những câu chuyện mà hồi xưa khi Tân ngồi bên mâm cơm của ông bà mình, của gia đình mình, những lúc cúp điện, những lúc mà không có điện nè, nhà đốt đèn dầu lên, cái cơn gió hiu hiu ở ngoài nó thổi vô nhà mình, bắt đầu ông bà mình kể những câu chuyện ngày xưa ở quê tao á, ngay cái vùng á nó rất là nghèo mà ở đó có một câu chuyện ma gì đó, thì tự nhiên cái những câu, cái những cái lời chia sẻ đó của ông bà mình á làm cho Tân cảm thấy thích. Tân muốn có cái cảm giác đó, mà Tân muốn truyền cái cảm giác đó vào mỗi 5 giờ mỗi chiều cho những người fan của Tân, những người cũ, những người mới đăng ký hôm qua, những người đã đăng ký khi Tân mới vừa thành lập cái kênh này, để họ nghe như một gia đình. Nhưng câu chuyện của Tân á, nó xảy đến một gia đình lớn, gia đình 20 mấy ngàn người. Đối với Tân nó là một điều rất là happy. Thì các bạn sẽ như Tân trong tương lai, biết đâu một câu chuyện chia sẻ về make up nè, một câu chuyện chia sẻ về du lịch. Mỗi người một cá tính, mỗi người có cái nhìn về du lịch, cái nhìn về kinh dị, cái nhìn về make up, cái nhìn về ngành nghề của các bạn khác nhau. Có người đi du lịch á, họ không thích ở sang, họ thích ở homestay. Có người đi du lịch họ không thích đi ăn nhà hàng, họ thích ăn lề đường. Nhưng có người lại không thích ăn lề đường, lại thích ăn nhà hàng. Có người không thích ăn dưới đất, có người thích ăn ở trên trời. Đó, thì họ sẽ nghiên cứu những cái đó và họ đã nói cá tính của họ cho bạn. Họ nói là tại sao họ lại thích như vậy, lý do. Đúng không? Bạn có thể truyền đạt cái lý do đó đến mọi người. À, tại sao Tân lại đi ăn bít tết mà Tân lại ăn khoai tây trước, mà không ăn bít tết trước. Và tại sao Tân lại cuốn khoai tây vào bít tết Tân ăn, lý do. Thì Tân sẽ truyền đạt cái lý do đó cho các bạn. Đơn giản là vì Tân thích, hoặc là có một cái lý do gì đó đặc biệt đối với Tân. Thì các bạn có thể thử những cái cách đó cho cuộc sống của các bạn. Đừng có ngại làm kênh YouTube. Bản thân mình sinh ra đẹp hay xấu không quan trọng. Cái quan trọng là mình có dám làm những điều mà người ta không dám làm hay không. Đó là lý do tại sao mà người làm YouTube á, họ muốn được 100.000 subscribe, họ muốn được 1 triệu subscribe, họ muốn được 10 triệu subscribe được nút kim cương như là Pháp TV. Vì đơn giản rằng là họ muốn là mình là người khác biệt so với những người khác. Thì bạn có là người khác biệt hay không thì bạn phải bắt đầu từ con số 0 cái đã. Đừng nghĩ một bước mình lên mây hoặc là một lời nói của mình hàng triệu người nghe. Người ta muốn được như vậy thì một là người ta phải xây dựng hình tượng người ta trong nhiều năm. Như bà Tân Vlog các bạn thấy, trong thời gian ngắn có thể lên mấy triệu. Nhưng nếu các bạn có tầm nhìn thì con của bà Tân Vlog là Hưng Vlog đã có mấy triệu người đăng ký. Và bà đã xuất hiện trong một số clip của người con của mình. Và rất là nhiều người theo dõi, coi và thích và yêu thương bà Tân từ khi đó. Cho nên khi bà Tân lập Vlog, cái chân chức, cái mộc mạc của một người mẹ miền Bắc cùng cái những cái món ăn của bà đã được truyền tải đến rất là nhiều người. Nếu như bà Tân suy nghĩ như các bạn, ô tại sao mình có nên làm hay không, mình có thì sẽ không có một bà Tân Vlog như ngày hôm nay. Và nếu như Tân suy nghĩ rằng, ồ Tân kể chuyện ma ở một cái kênh mà hiện tại bây giờ nó chưa có sự phát triển, thì sẽ không có một thằng Tân kể chuyện ma cho các bạn ngày hôm nay. Thành công nào cũng phải có cái giá của nó hết các bạn. Không có một thành công nào mà các bạn không mất thời gian, tiền bạc, suy nghĩ, tâm tư, những nỗi vui, nỗi buồn. Khi cái kênh này phát triển thì mình với hàng trăm ngàn người fan sau này của mình sẽ cùng nắm tay nhau vui buồn, sẽ nhớ lại những khoảnh khắc thăng trầm. Nhưng các bạn phải có một sự kiểm soát cái kênh YouTube của mình. Đó là lý do tại sao các bạn phải hợp tác với một cái đơn vị hay là một cái nơi nào đó đã từng hiểu về YouTube. Các bạn chưa làm mà hợp tác với Tân, cùng nhau mình cùng nước ngoài, mình cùng bút phòng, mình cùng cười, mình cùng là anh em bạn bè với nhau. Vui không? Rất là vui đúng không? Tự nhiên cuộc sống của mình nó có nhiều cái cởi mở hơn, nhưng mà hàng tháng mình vẫn có một cái nguồn lương ổn định để các bạn kiếm tiền.
Còn bây giờ các bạn nghĩ đi, cũng một người đó có tài, như như Tân đi, Tân kể chuyện ma hay, Tân kể chuyện hài hay, mà bây giờ Tân ra những quán nhậu hàng đêm, Tân ngồi Tân kể cho một số những người ăn nhậu, những cái người bạn chỉ biết ăn nhậu thôi, thì họ sẽ cười, nhưng mà đó là mua vui cho thiên hạ. Bạn phải tốn tiền cho cái buổi nhậu đó, bạn phải hại sức khỏe của mình, mà bạn đi về cũng không được gì. Ngày mai bạn lại phải đăng đắn sự âu lo về mưu sinh. Trong khi đó, Tân chia sẻ những câu chuyện của Tân trên YouTube. Tân không phải ăn nhậu, Tân có thể tập thể dục, Tân còn có tiền hàng tháng để Tân đi chơi khắp nơi thế giới, mà lời chia sẻ của Tân được hàng ngàn con người yêu thương. Vậy là quá hạnh phúc rồi đúng không các bạn? Hãy bắt đầu từ hôm nay, hãy làm kênh YouTube của cho mình. Hãy nói chuyện những cái gì mà mình thích, đừng có ngại ngùng. Vì bạn càng ngại ngùng thì người ta lại càng nghi kỵ, mà ta không coi bạn. Thế giới này là của bạn, kênh YouTube là nhà của bạn. Căn nhà bạn xây như thế nào là do bạn. Người khác chỉ có thể góp ý. Nếu các bạn hợp tác với Tân, Tân chỉ là người kiến trúc sư, để có thể cho các bạn những cái ý kiến về cái nền móng, cái sự xây dựng, màu sắc ở bên ngoài. Chứ Tân không thể nào cho các bạn ý tưởng. Vậy ý tưởng đó là của chính các bạn. Tân chỉ có thể hỗ trợ, góp ý, hoặc là le lói một chút xíu gì đó ý tưởng để các bạn có thể xây dựng, triển khai và phát triển nó mà thôi. Hãy cùng nhau là bạn bè anh em nha, và hãy ủng hộ Tân thật nhiều. Hôm nay Tân được 21.400 người, thiệt ra là 450 mấy người. Tân chưa bao giờ nghĩ 2 tháng trời mà Tân đã có được con số đó. Vậy thì 1 năm Tân có bao nhiêu người? Hãy cố gắng rau là lao động. Nếu các bạn không lao động bằng tay chân, các bạn không thể ra ngoài chịu nắng chịu gió. Hãy lao động bằng trí óc của mình. Ý tưởng là ở đây, người Việt của mình không thiếu ý tưởng, rất là thông minh. Nhưng mà phải làm công việc gì mà bạn yêu thương nhất, hãy nói về đề tài mà các bạn hiểu rõ nhất, thì các bạn sẽ thành công nha các bạn. Hôm nay tâm sự của Tân đến đây là hết, thì Tân chuẩn bị cho câu chuyện ma của chiều nay. Bây giờ thì chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ, một cuối tuần thật là đầy những sinh động. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn 5 giờ chiều nay nha.